Điện là một phần thiết yếu của cuộc sống hiện đại và quan trọng đối với nền kinh tế. Con người sử dụng điện để chiếu sáng, sưởi ấm, làm mát và làm lạnh và để vận hành các thiết bị máy tính, thiết bị điện tử, máy móc và hệ thống giao thông. Khi điện bị mất đột ngột, gây ra rất nhiều sự khó khăn cho sinh hoạt. Mọi hoạt động dường như đều bị tê liệt khi không có điện. Vậy bạn có biết nguồn gốc nơi sản sinh năng lượng để cơ thể con người có thể hoạt động là đâu không? Ti thể thường được gọi là nhà máy phát điện của tế bào. Ti thể có vai trò đặc biệt quan trọng. Chúng giúp biến đổi năng lượng chúng ta lấy từ thức ăn thành năng lượng mà tế bào có thể sử dụng. Hiện diện hầu hết trong các loại tế bào của con người, ti thể rất quan trọng đối với sự sống của chúng ta. Chúng tạo ra phần lớn adenosine triphosphate, còn gọi tắt là ATP. Chúng được gọi là đồng tiền năng lượng của tế bào. Ti thể cũng tham gia vào các nhiệm vụ khác, chẳng hạn như truyền tín hiệu giữa các tế bào và sự chết của tế bào, còn được gọi là quá trình chết theo chương trình. Trong video hôm nay, chúng ta hãy cùng xem xét cách ti thể hoạt động, chúng trông như thế nào và giải thích điều gì xảy ra khi chúng ngừng thực hiện đúng chức năng của mình. Ti thể có kích thước rất nhỏ, thường có kích thước từ 0,75 cho đến 3 micromet và không thể nhìn thấy dưới kính hiển vi trừ khi chúng được nhuộm màu. Không giống như các bào quan khác, cơ quan thu nhỏ của tế bào, ti thể có hai màng, màng ngoài và màng trong, mỗi màng đều có chức năng khác nhau. Ti thể được chia thành các ngăn hoặc khu vực khác nhau, mỗi khu vực lại thực hiện vai trò riêng biệt. Một số khu vực chính bao gồm: màng ngoài là nơi các phân tử nhỏ có thể tự do đi qua màng ngoài. Phần bên ngoài này bao gồm các protein được gọi là porin, tạo thành các kênh cho phép protein đi qua. Màng ngoài cũng chứa một số enzyme với nhiều chức năng khác nhau. Khu vực tiếp theo là không gian liên màng. Đây là khu vực giữa màng trong và màng ngoài. Màng trong, màng này chứa các protein với nhiều vai trò. Bởi vì không có porin trong màng bên trong, nó không thấm đối với hầu hết các phân tử. Các phân tử chỉ có thể đi qua màng trong thông qua các chất vận chuyển màng đặc biệt. Màng trong là nơi tạo ra hầu hết các ATP. Cristia, đây là những nếp gấp của màng trong. Chúng làm tăng diện tích bề mặt của màng, do đó làm tăng không gian cho các phản ứng hóa học. Khu vực tiếp theo được gọi là ma trận. Đây là không gian bên trong của màng trong. Chúng chứa hàng trăm enzyme. Nó rất quan trọng trong việc sản xuất ATP. Và DNA ti thể được đặt ở đây. Các loại tế bào khác nhau có số lượng ti thể khác nhau. Ví dụ các tế bào hồng cầu trưởng thành không có chút nào, trong khi tế bào gan lại có hơn 2.000 ti thể. Các tế bào có nhu cầu năng lượng cao có số lượng ti thể nhiều hơn. Khoảng 40% tế bào chất trong tế bào cơ tim được ti thể đảm nhận. Mặc dù ti thể thường được vẽ dưới dạng bào quan hình bầu dục, nhưng chúng liên tục được phân chia, phân hạch và liên kết với nhau hợp nhất. Vì vậy, trên thực tế, các bào quan này được liên kết với nhau trong các mạng lưới luôn thay đổi. Ngoài ra, trong các tế bào tinh trùng, ti thể được xoắn ốc ở phần giữa và cung cấp năng lượng cho chuyển động của đuôi. Khu vực tiếp theo là DNA ti thể. Mặc dù phần lớn DNA của chúng ta được giữ trong nhân của mỗi tế bào, tuy nhiên, ti thể có bộ DNA riêng. Điều thú vị là DNA ti thể lại trông giống với DNA của vi khuẩn hơn. DNA ti thể giữ hướng dẫn cho một số protein và thiết bị hỗ trợ tế bào khác trên 37 gen. Bộ gen của con người được lưu trữ trong nhân tế bào của chúng ta, chứa khoảng 3,3 tỷ cặp cơ sở, trong khi DNA ti thể bao gồm ít hơn 17.000. Trong quá trình sinh sản, một nửa DNA của đứa trẻ đến từ cha và một nửa từ mẹ của chúng. Tuy nhiên, điều rất đặc biệt là DNA ti thể chỉ có thể được nhận từ người mẹ mà thôi. Vì điều này, DNA ti thể đã được chứng minh là rất hữu ích để truy tìm các dòng giống di truyền. Chẳng hạn như các phân tích DNA ti thể gần đây đã mang đến kết luận rằng con người có thể có nguồn gốc từ châu Phi khoảng 200.000 năm trước và có nguồn gốc từ một tổ tiên chung được gọi là Eva ti thể. Ti thể cũng thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Các tế bào nhân thực cần hô hấp hữu khí để tạo ra ATP. Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra nếu như không có ti thể trong tế bào của con người chúng ta không? Khi ấy, bạn thậm chí sẽ không thể thở, không thể nói chuyện, không thể suy nghĩ và không thể đi lại. Vì các tế bào trong cơ thể của chúng ta sẽ chết bởi không có năng lượng được tạo ra từ ti thể.